còn muốn up lên thì phải nạp thôi anh em. Rồi, ok. Đó, thì mình đã nhận được con tướng rồi nha anh em. Đây, nó nằm ở trong cái phần tướng bên hệ này. Rồi, ôi. Ủa, à, con này cũng là UG luôn nè anh em mà. Không phải là con này là tướng UR đầu tiên đâu anh em à. Còn đây nữa. Anh em, đây, sẽ đưa hết tất cả viêm trụ vô luôn thử xem sao. Hết rồi, hết viêm trụ rồi anh em à. Thì bây giờ sẽ cho thêm hai con này vô nữa. Rồi, mình chơi full team viêm trụ luôn anh em à. Thằng nào quýnh nó sẽ phản kích lại giống như con Gengoku ở bên cái phiên bản Việt anh em à. Nó giống như con Gengoku phiên bản Việt có khả năng là phản kích lại nha anh em. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với channel của mình là 89 Gaming, quay trở lại với tựa game Demon Slayer Mobi phiên bản chung nha anh em. Hôm nay thì ở bên đây thì mình thấy là nó có ra mắt cái con tướng mới này mà. Lâu lắm rồi mình cũng không có qua chơi phiên bản chung nên là mình cũng không biết ra tướng gì nữa. Hôm nay thì mình vô lại thì mình thấy là ra con Gengoku mới nè em. Rồi, ngầu vải chữ nè mà. Thì ở bên phiên bản Việt thì nó ra cái con ô, bên đây con tướng UG luôn anh em à. Rồi XP bây giờ cái thẳng tướng UG luôn. Wow. Ở bên phiên bản Việt thì nó ra con tướng Gengoku Demon anh em à. Lại con Gengoku Demon. Rồi, nhìn phiên bản này thì nó khá là xấu anh em. Nhìn mặt ảnh hơi xấu. Còn đây. Gengoku phiên bản gì đó mình không biết đâu mà khá là ngầu lội anh em à. Bộ đẹp trai vãi chưởng luôn á. Đây là phiên bản Gengoku quá quỷ anh em. Quá quỷ thì mình nghĩ là như vậy là hợp lý luôn anh em à. Đây, gương mặt khá là Demon luôn anh em à. Còn đây là gương mặt baby à, Gengoku này không biết là Ủa, Gengoku phải Gengoku không ta. Anh em đợi mình xem thử cái tên của ảnh ở bên đây xem sao. Đây là ta Takiten Anzugo à, mình thấy cái tên mình hơi phân vân là không biết là phải Gengoku hay không anh em à. Cho nên là mình đã có lên trên Google mình tìm hiểu thì ở đây thấy là ở đây chỉ có Gengoku với lại cha của Gengoku thì là có cái lông mày nó chĩa lên anh em mà, còn thằng em thì lông mày nó bị quắp xuống đó, cho nên là đây không thể nào là em của Gengoku được mà là ảnh luôn anh em mà, chính là viêm trụ luôn anh em. Rồi, bây giờ thì anh em ta sẽ soi cái skill đầu tiên nha, skill đầu tiên của con tướng này. Xíu anh em ta sẽ vô và trải nghiệm thử nha, so sánh thử giữa hai con tướng Gengoku Demon và Gengoku bên đây gì lửa trời đấy anh em mà. Đây là thiên đường lửa Gengoku này đó, thì mình không biết là sao cho nên là xíu nữa em ta sẽ thôi sao nha. Đầu tiên thì em ta sẽ soi đến skill đầu tiên là hơi thở viêm loại nhân sâm viêm khí đây này mà. Thì ở đây thì sẽ bao bọc thân kiếm trong một cái ngọn lửa nha anh em, gây sát thương bằng 260% sức tấn công của bản thân cộng đốt sát thương bằng 60% sức tấn công cho tấn công của bản thân cho mục tiêu có sức tấn công cao nhất nha anh em. À, vậy là quốc cái thằng có sức tấn công cao nhất anh em mà. À, nếu mục tiêu ở trạng thái sốc nhiệt, kỹ năng này sẽ khiến cho cái mục tiêu được gắn thêm một cái xiềng xích mặt trời và có 40% xác suất cơ bản là bị choáng nha anh em. À, bên đây bị choáng này, xiềng xích mặt trời đây mà. Đó. Thì ở bên này thì nó có nói chi tiết hết đây. Đây, xiềng xích mặt trời choáng nè và rơi vào cái trạng thái là khi mà bị cái trạng thái vết thương nặng nè anh em. Đó. Thì ở đây hình như là không có nói về cái vấn đề này thì phải em, hình như là cái này là ở skill cuối này mình tới cái tầng thứ ba thì nó mới có tác dụng này mà. Đây sau khi ở đây ở trên này thì sau khi mục tiêu có được cái sau khi mục tiêu bị Gengoku cái hình mẫu luyện ngục đó là sát thương tự do kỹ năng sẽ tăng lên tới 50%. À, thêm thứ này thôi nè mà, chứ bên trên này nó cũng là ná bên trên thôi. Còn khi mà Gengoku có được cái hay đao là gì ta, Goku có được cái hay đao này mình không hiểu là hay đao là gì anh em mà. Kỹ năng này sẽ tạo ra một vụ nổ cho anh em, gây sát thương lan tương đương 60% sức tấn công cho tất cả đơn vị địch luôn. Sau đó là ở trong cái thế giới trong suốt, kỹ năng này sẽ cộng thêm 3 lớp mục tiêu tổn thương nặng, nó sẽ cộng thêm 3 lớp rồi anh em mà. Đây, khiến cho mục tiêu bị gì đó nè mà sát thương sẽ nhận được sẽ tăng thêm 10%, khiến cho địch nó nhận thêm sát thương sẽ tăng thêm 10% này mà, cộng dồn tối đa là 10 lần.
cũng nhiều chứ anh em. Vậy là con này có khả năng thiêu đốt này cái kiểu ha. Ôi trời, cái skill gì mà nhìn nó có khó hiểu gì nè anh em. Ở đây thì có 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%. Và cái skill này thiêu đốt hay sao anh em? Đây, ở đây nó có nè. Cái này là gì ta? À, 5 sao, 9 sao, 12 sao này kia kiểu đó. À, khi mà con tướng này mình sẽ up lên bao nhiêu sao anh em thì sẽ tăng thêm phần trăm anh em. Maximum là 7% nha anh em. Đó. Thì đây là một cái skill ngọn lửa uống khúc, tấn công sẽ cộng 20% sinh mệnh, cộng 10% tốc độ sẽ cộng 10. À, cái này là skill bị động anh em à. Tăng sát thương tự do lên tất cả đơn vị đồng minh. À, vậy là cái này sẽ tăng đam cho team thôi anh em. Nó sẽ tăng thêm sau khi mà anh em lên bao nhiêu sao thì nó sẽ tăng tương ứng với lại cái cấp độ anh em à. Ok, nên xem là cũng đơn giản dễ hiểu anh em. Rồi cái này là sát thương phải nhận thì phải anh em à. Đây, đều giảm luôn, giảm sát thương phải nhận nữa anh em à. Còn cái bên đây là cái giảm sức tấn công giảm 2% cộng dồn tối đa 9 lần sức tấn công giảm anh em. Sức tấn công giảm. À, khi này chắc là boost cho cái địch phải anh em à. Sốc nhiệt. À, cái này cái sốc nhiệt anh em. Khiến cho cái địch có sức tấn công cái địch bị giảm theo phần trăm thôi. Thì cái đó thì anh em có thể xem. Đây ở bên này cũng có nè, cộng dồn tối đa 9 lần anh em. Trời ơi, cái skill gì nó dài vãi chưởng rồi, mình sẽ đọc cái skill cuối luôn đi anh em à. Cái này thì là cái một cái skill hơi thở của lửa cháy. Đó. Cái này đầu tiên nó sẽ giải phóng một cái ngọn lửa và xóa tan mọi hiệu ứng debuff của bản thân mang theo. Sau đó là Genko sẽ cầm cái ngọn lửa lao về phía trung tâm kẻ thù và phát động cái đòn tấn công và đốt cháy lá chắn của toàn bộ mục tiêu cho anh em. Gây sát thương là 400% sức tấn công của bản thân cộng thiêu hủy sát thương 400% sức tấn công của chính mình cho mục tiêu có sức tấn công cao nhất và gây thiêu đốt sát thương 200% sức tấn công của mục tiêu cho tất cả các đơn vị cái địch mang này. Ủa? Cao nhất và gây thiêu đốt sát thương 200% sức tấn công của mục tiêu cho tất cả đơn vị địch đang mang. Là sao mình không hiểu ta? Là sao? Đập nó dính rồi sau đó là chia thêm 200% cho tất cả các đơn vị xung quanh hết ta. Đang mang sốc nhiệt. À, những đứa nào bị mang sốc nhiệt sẽ bị dính thêm 200% đam anh em ạ. Đại khái là như vậy thì phải anh em. Rồi sẽ chịu thêm sát thương thiêu đốt mọi lớp cộng sốc nhiệt nhân cho 3%. Đây. Thiêu đốt cộng lớp sốc nhiệt, chắc là thiêu đốt của vòng vòng bên đây anh em ạ. Vòng vòng bên đây có khá là nhiều các cái skill thiêu đốt nè. Rồi mỗi lớp không vượt quá 200% sức tấn công của Tanjiro nha anh em. Không vượt quá 200% sức tấn công đâu, chứ không phải là muốn bao nhiêu. Và mỗi lớp sốc nhiệt mang theo sẽ thêm một lớp Bungin là như là đang đốt cháy đây mà. Tối đa 9 lớp nha anh em, tối đa là cộng dồn 9 lần anh em à. Rồi sau khi mà Gengoku có được cái hoa văn tinh tế sát thương cho kỹ năng này gây ra sẽ tăng thêm 5% anh em. Hoa văn tinh tế là nào để xíu mình tìm hiểu thử ấy. Cái này không phải mày. Ở vòng vòng ở đây thì không có cái nào nói về cái hoa văn tinh tế nữa chứ anh em à. Ở đây thì nó có một cái skill này. Cái hay đao này hình như là không phải là không biết là nằm ở bên đâu anh em à. Ở đây thì mình cũng không thấy nè. Tại vì này cái chữ này nãy mình nhìn thấy bên kia. Sau khi mà Genoku có được cái hay đao, kỹ năng này sẽ thiêu đốt tất cả đơn vị địch nha anh em. Sau khi mà Genoku có được thế giới trong suốt, anh ta sẽ được thêm một lớp sốc nhiệt với 60% cơ bản, 60% HP cơ bản đây mà. Xác suất gây ra là gây chóng, nó có 60% gây ra tỷ lệ gây chóng cho cái địch nha anh em. Wow, con này có khả năng là gây chóng này kiểu hiệu ứng cũng đốt chóng luôn anh em. Mỗi hiệp 15% sức tấn công của người thi triển bị mất kéo dài 2 hiệp. À, bằng 15% sức tấn công anh em à. Ủa, mỗi hiệp đốt 15% sức đốt cái địch bằng 15% sức tấn công anh em sẽ bị cũng phải. Không. Cái này sẽ giảm 15% sức tấn công anh em à. Dạng như vậy quá anh em. Rồi bên dưới này đốt cháy phần thưởng là sẽ hồi máu sẽ giảm 50% và sát thương đốt lại thiêu đốt sẽ dính thêm cái sát thương đốt lại thiêu đốt anh em à. Mà người mặc nhận được tăng thêm tương đương 30% sức tấn công của người áp dụng hiệu ứng này.
bằng 30% sức tấn công của cái mức đốt này, đốt với lại thiêu đốt này kia, kiểu bằng 30% sức tấn công của cây thủ khu nha. Còn sốc nhiệt bên dưới này giảm 2% nè, sức tấn công sẽ giảm 20% cộng dồn tối đa 9 lần. Ở dưới này chóng mặt anh em, nhức đầu chóng mặt số mũi này kia, kiểu trời, skill của con gây thủ khu này như dài vãi chữ này mà. Úi giời ơi, nó dài kinh khủng khiếp, dài dưới nè, trời quá dài luôn này mà. Đây là cái skill thứ tư của con Genoku, dù hoàng hôn có đến 3 lần. Trời ơi, cái tên nó xính xuống vãi chữ này mà. Niềm tin mạnh mẽ của Genoku sẽ khiến anh ta miễn nhiễm với cái chết 3 lần, và anh ta miễn nhiễm với một dạng như là nó sẽ bắt tử vô địch trong 3 turn anh em mà. Vậy là nếu mà máu về không á, nó sẽ không chết, cho nên bị quýnh 3 lần sau thì nó mới chết được anh em mà. Wow, cũng khá là trâu bò chứ anh em mà. Đúng là con tướng UG đầu tiên thì phải em, hình như là con này còn tướng UG đầu tiên ở trên phiên bản này thì phải em. Với mọi sát thương trước hành động tiếp theo, khi mà khả năng miễn nhiễm với cái chết được kích hoạt, anh ta sẽ chế nhạo tất cả đơn vị địch trong một hiệp. Sau khi hiệu ứng sát thương miễn dịch kết thúc, Genoku sẽ hồi phục 100% HP tối đa. Ôi trời, ghê trời. Ủa, bất tử trong 3 turn xong thì nó sẽ hồi lại 100% HP tối đa luôn á. Ủa, ghê vậy. Ui, quá là bá đạo luôn chứ anh em. Kinoku sẽ hồi phục 10% giá trị giới hạn. Cái giá trị giới hạn là cái ống thanh bên dưới á, anh em chắc là biết rồi ha. Giới hạn đạt đến giới hạn trên, Kinoku sẽ tiêu thụ tất cả giá trị giới hạn khi bắt đầu để hợp kích, để mà kích hoạt các cái hiệu ứng sung bổ sung dựa trên cái trạng thái của anh ta. Các hiệu ứng bổ sung sẽ được kích hoạt cùng lúc sau khi mà Kinoku có được cái hình luyện ngục. Genkoku sẽ hồi phục 100% lượng máu tối đa của mình sau khi Shinholand có được hay đao gì đó anh em. Trời, hay đao là giống như vậy. Sau khi mà Genkoku có được hay đao thì anh ta sẽ thêm một cái lớp sốc nhiệt cho tất cả đơn vị địch. Sau khi Genkoku có được cái thế giới trong suốt đó, thì Genkoku sẽ loại bỏ tất cả hiệu ứng điều hòa và debuff mà anh ta đang mang, đồng thời sẽ khiến bản thân miễn nhiễm với mọi sát thương trước cái vòng tiếp theo. Wow, ôi trời, miễn nhiễm với mọi sát thương luôn hả anh em. Không biết là được bao nhiêu lượt ha, chứ nào quýnh tất cả sát thương không, là tất cả là ai quýnh vô cũng không vô, trời bất tử luôn rồi anh em à. Sau khi kích hoạt cái hiệu ứng miễn nhiễm với cái chết hoặc là giá trị giới hạn đạt đến giới hạn, Kinoku sẽ được hình luyện ngục và hay đao và thế giới trong suốt luôn theo thứ tự, đồng thời sẽ tăng 10% sức tấn công cộng dồn tối đa 5 lớp tồn tại cho đến khi mà trận chiến kết thúc và không thể xua tan luôn anh em à. Vải chữ thì cái dòng này nè mà, ý chí kiên cường miễn nhiễm với mọi sát thương. Ồ, nó giống như cái dòng của mấy con tướng có khả năng bất tử như game đảo kho báu, hay là con game mới nhất mình đang chơi đó, chính là cái con game Obelikin đại chiến đó. Thì con game Goku khả năng bút thích khiên này cho tất cả team thì nó sẽ miễn nhiễm với sát thương thì cái kiểu này mà. Đây là chế nhạo anh em, người đeo buộc phải sử dụng đòn tấn công thường để tấn công kẻ địch. Vậy là chế nhạo cái địch sẽ khiến cho cái địch chỉ có ra đâm thường thôi anh em à. Wow, vậy là cấm chiêu anh em à, chỉ quánh thường thôi đó anh em à. Trời ơi, có hiệu ứng này kia kiểu nó viết vãi anh em à. Tướng UG nó lại có khác anh em à. Đây là cái thế giới trong suốt nè anh em à. Hay đao DG anh em à, hạ đạo nha anh em, dịch ra là hạ đạo. Cái thế giới trong suốt à, thông qua cái sự ý chí tập trung, nhận thức của người đạt đến cảnh giới cao nhất, tất cả các đòn tấn công bỏ qua 10% khả năng phòng thủ và giảm sát thương của mục tiêu anh em. Nhận được 10 lớp, tối đa 10 lớp khi bắt đầu trận chiến mỗi lần có. Sau đó khi bắt đầu kết hợp khôi phục lớp Insight với lại lớp Horn gì đó anh em à. Khi mang cùng với lại Insight, bạn sẽ giảm 30% sát thương cuối cùng và giảm sát thương thực. Khi tấn công một cái đơn vị mang cái Insight, giảm cấp độ Insight của nó đi một. Insight là cái giống gì trời, mình không hiểu cái này là cái giống gì luôn á. Ở dưới này thì cũng không thấy luôn. Mình cũng không hiểu luôn anh em à. Ủa, thôi chắc là để bỏ qua một bên đi anh em. Thì đại khái là như vậy anh em à. Ngọn lửa bính cũ sẽ tấn công tăng 10%, có thể cộng dồn tối đa 5 lần anh em à, kéo dài đến cuối trận mà không thể xua tan nha. Đại cái hề đào là cái hạ đạo nãy giờ anh em ta đã thắc mắc là không biết là cái giống gì anh em à. Sức tấn công thế tăng thêm 20%, đòn tấn công sẽ gây thêm 20% sức tấn công của bản thân thành sát thương chuẩn, đồng thời sẽ tăng cái khả năng hồi máu của mục tiêu. Đồng thời khả năng hồi máu của mục tiêu sẽ giảm 80% trong hai hiệp anh em. Vậy là mấy con nào có khả năng hồi máu sẽ giảm đi 80% luôn anh em à. Wow, vip vãi anh em.
sát thương tăng thêm 10%, hiệu ứng đánh tăng thêm 10%, tốc độ tăng 10%, nó kéo dài đến cuối trận không để siêu tăng. Đây là luyện ngục anh em ạ. Còn như này sốc nhiệt thì nãy giờ anh em biết rồi, ý chí kiên cường thì anh em cũng biết rồi đó. Và bây giờ anh em sẽ qua tới cái cuối cùng này là cái skill gọi là bị động luôn anh em. Đây là skill nó sẽ HP tăng 20% nè, tấn công tăng 12%, tốc độ tăng 30% và giảm sát thương tăng 5%. Ở trên đây thì cũng có giảm sát thương luôn nè, giảm 4 rồi, và xuống đây sẽ giảm 5%. Đó, đại khái là như vậy anh em. Wow, tính ra con này nó cũng khá là VIP gồ đấy chứ anh em. Bây giờ anh em ta sẽ vô trải nghiệm cái combo skill của cái con tướng như anh em. Hiện tại giờ anh em có thể là đăng nhập để mà có thể nhận re được em đó anh em ạ. Đây, mình đã nhận re được con tướng này với 5 sao thôi anh em, không có up sao được anh em ạ. Với con tướng này nó cho re thì chủ yếu trải nghiệm vui chính thôi. Khi còn muốn up lên thì phải nạp thôi anh em. Rồi, ok. Đó, thì mình đã nhận được con tướng rồi nha anh em. Đây, nó nằm ở trong cái phần tướng bên hệ này. Trời ơi. Ủa, à con này cũng là UG luôn nè anh em, mà không phải là con này là tướng UR đầu tiên đâu anh em à. Còn đây nữa. Ok. Hiện tại giờ là có là 4 con UG anh em à. Con ủa, có cả con Akaza mới nữa nè anh em. Akaza mới với lại Neroko mới nữa anh em à. Ok, rồi, xong, nhận luôn. Vậy là nó ra lại hẳn 4 tướng UG luôn rồi anh em à. Mình tưởng đó là con tướng UG đầu tiên chứ anh em. Vậy là nãy mình nói sai. Rồi, bây giờ anh em ta sẽ vô và trải nghiệm thử con tướng Gengoku này với cái đi ải nha anh em. Mình sẽ ở đây thì không có con Akaza mới với lại con Neroko mới anh em. Đây, sẽ đưa hết tất cả viêm trụ vô luôn thử xem sao. Hết rồi. Hết viêm trụ anh em à. Thì bây giờ sẽ cho thêm hai con này vô nữa. Rồi, mình chơi full team viêm trụ luôn anh em à. Ồ, con Gengoku mới nó có thêm cái vòng bên dưới nữa nè anh em à. Nhìn nó cũng khá là ngầu lòi chứ anh em. Để mình nghe tiếng của em thôi. Wow. Cái skill quấn thường khá đẹp nha anh em. Skill quấn thường thôi mà đã khá đẹp rồi anh em à. Mình thấy như là có khả năng nó tạo thêm một cái chồng thế giới trong suốt rồi đó anh em. Hồi nãy nó có nó nhắc trong skill á. Ở đây thì mình thấy như là con Gengoku này nó có tới 2 lớp luôn phải anh em à. Đây. Như là cái vòng trong suốt. Ồ, cái này giống như một cái khiên vậy anh em. Giống như một cái lớp khiên ha anh em. Đúng rồi, cái này có lớp khiên mà anh em. Có lớp khiên nè. Wow. Để xem thử cái đam của em nó như thế nào. Ủa, có khả năng phản kích hả ta? Thằng nào quýnh nó sẽ phản kích lại giống như con Gengoku ở bên cái phiên bản Việt anh em à. Nó giống như con Gengoku phiên bản Việt có khả năng là phản kích lại nha anh em. Wow. Ây cha cha cha. Skill khá đẹp nha anh em. Đây là skill của Shinobu anh em à. Ở bên này hiện tại giờ nó có vài con Gengoku luôn rồi. Hai con Gengoku này nó thì giống phiên bản Việt là nhưng mà skill thì nó khác anh em. Skill thì nó khác một xíu thôi. Wow. Ngầu lòi. Quá là ngầu. À, có cái ống hành động bên dưới anh em à. Đây, phản kích không? Không phản kích nữa anh em à. Hết phản kích rồi. Wow, quỷ Akaza nó quất nguyên hàng luôn. À, có phản kích rồi nha anh em. Bên phiên bản Việt thì mình thấy là nó phản hàng đầu thôi, nhưng mà bên phiên bản này là nó phản một phát là full team luôn anh em à. Chém phát là tất cả các con tướng bên địch đều dính hết anh em à. Hồi máu luôn nha. Wow. Hồi phát đầy máu luôn kìa anh em. Quá là ghê gớm luôn anh em à. Ở đây thì mình không có có nút nữa bỏ qua được anh em à, nhưng mà thôi mình sẽ cho nó quýnh đến cuối lúc anh em. Daki anh em à, tên gen thường anh em. Phản kích hình như là 780k thì phải anh em. 21k thì phải anh em. 56 ủa 5600 hả, 11 49 hình như là 490 thì phải anh em. 10 120 hình như là vậy.
Để mình xem lại cái skill nổ của con Gengoku đấy làm sao. Ôi, cái dòng bên dưới ngầu phải nè mà. Cái vòng bên dưới đã thay đổi nha anh em, vòng này bên dưới đã thay đổi nha. Nó có một cái hình khác anh em. Rồi. Ui, chưa nổ anh em. Bây giờ nó đang vẫn còn đang phản kích. Đây. Trời trời. Ôi, nhìn vô nó trong đầu cũng không thấy gì hết, toàn là mấy cái hiệu ứng này kia kiểu thôi anh em à. Để xem thử cái chỉ số đam. Trời ơi. Ui, ảnh đam coi như là ảnh gánh hết luôn anh em à. Bốn con kia cộng lại cũng không bằng ảnh luôn anh em. Quá là ghê gớm, đúng là con tướng MVP nó thấy UG nó khác anh em à. Gengoku UG. Rồi ok. Thì đây là con tướng Gengoku quá quỷ ở bên phiên bản Việt anh em. Đây là Gengoku Goku quá quỷ bên phiên bản Việt anh em à. Phiên bản Việt nó chơi luôn cả con Gengoku Demon. Riêng mình thì hình như là mình thấy là cái skill nộ của con Gengoku quá quỷ nó đẹp hơn so với nộ của con Gengoku mới ở bên phiên bản chung em ạ. Hình ảnh này cái kiểu thì nó đẹp hơn. Cái giao diện nhìn ngang thì nó ngầu lòi hơn em ạ. Ngầu lòi hơn thì giao diện nhìn thẳng thì nó hơi xấu hơn. Nhìn tổng thể nó hơi ốm ốm sao em ạ. Đây, chuẩn bị tới lượt cái con Gengoku quá quỷ nè. Chưa, Gengoku này trước. Tới con chiếc kia chưa. Chưa. À đây đây đây. Ôi, đúng ngầu luôn anh em. Wow, đúng ngầu luôn. Quá là đẹp luôn anh em ạ. À. Rồi ok, thì mình sẽ cho nó tự quýnh luôn đi. Đó, thì đây là xương xương về con tướng Gengoku mới. Mấy cái con này mình chưa soi luôn anh em à. Mấy con tướng đây, hai con này hình như là mình cũng chưa soi luôn á. Để cái gì rảnh thì mình có thể mình soi sao nha. Rồi ok, còn anh em nào mình đang chơi phiên bản chung thì lâu quá không vô thì vô nhận ngay và luôn cái con tướng như khu mới nha anh em. Khá là xịn sò anh em à. Không biết chừng nào nó mới cho anh em ta nhận re để có thể là up sao lên được đây. Up sao lên được chúng mình nghĩ sẽ ngon lắm anh em. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ kết thúc video đây thôi. Hẹn gặp lại em video tiếp theo về tựa game Demon Slayer Wombi phiên bản chung, và đừng quên cho mình xin một like và đăng ký nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Tạm biệt anh em. Bye bye anh em.